27 tháng 8 2022. Dì Linh, Phương Linh Mỹ Tho xin đại diện dì Linh xin đại diện chị Loan. Chị Loan là em của chị Thúy á, gửi cho con 10 kg gạo ha. Rồi Linh cảm ơn Loan chị Thúy rất là nhiều. Rồi bữa nay con đi lên thành phố khám về rồi sao? Bữa con đi lên phố thì giống như bác sĩ giá cảnh nó cũng tư vấn cho con là giống như là làm xét nghiệm lại, xét nghiệm máu lại, nó cao cấp hơn cái xét nghiệm vẫn con làm. Thì với chọc ối thì con chưa đủ ngày, tới 10 ngày nữa mới đủ ngày. 10 ngày nữa mới trở lên ha. À, Thúy với Loan ơi, đây là hoàn cảnh của con bé. Nó bị bệnh bại liệt hồi nhỏ đó. Ở nhà cái này là hoàn cảnh nhà có 3 người bệnh đó nhân cưng. Rồi. Bây giờ con 10 ngày nữa con mới lên trển. Dạ không, cái bữa đó con chọn là xét nghiệm máu luôn. Xét nghiệm máu là 2 tuần nữa là lấy rồi. Rồi là cũng ngăn ngửa với chọc tối. Là 2 tuần nữa là tự bắt bệnh viện người ta trả lời cho mình biết. Dạ. Rồi thôi Linh về nha. Rồi bye bye. Hôm nay 27 tháng 8 2022. Dì Linh, Phương Linh Mỹ Tho xin đại diện dì Linh xin đại diện chị Loan. Chị Loan là em của chị Thúy á, gửi cho con 10 kg gạo ha. Rồi Linh cảm ơn Loan chị Thúy rất là nhiều. Rồi bữa nay con đi lên thành phố khám về rồi sao? Bữa con đi lên phố thì giống như bác sĩ giá cảnh nó cũng tư vấn cho con là giống như là làm xét nghiệm máu lại, nó cao cấp hơn cái xét nghiệm vẫn con làm. Thì với chọc ối thì con chưa đủ ngày, tới 10 ngày nữa mới đủ ngày. 10 ngày nữa mới trở lên ha. Thúy với Loan ơi, đây là hoàn cảnh của con bé. Nó bị bệnh bại liệt hồi nhỏ đó. Ở nhà cái này là hoàn cảnh nhà có 3 người bệnh đó nha.